Hôm nay lễ hội KT ở của người đồng người Chăm ở vùng đất Ninh Thuận này. Người đang đi lên cổng chính của ngôi khu tháp Bốt Cờ Long Gà Rai. Ở đây là ba cổng tháp Bốt Cờ Long Gà Rai. Này mà đây đây. Lễ hội KT là lễ hội dân gian của người đồng bào Chăm ở vùng đất Ninh Thuận. Lễ hội này để của những người theo đạo Bà La Môn, và mục đích là họ muốn tưởng nhớ những vị thần và cầu may mắn, cầu mùa màng bội thu và sức khỏe. Lễ hội này coi như là một ngày, một cái Tết, người ta sẽ trưng bày cũng là những đồ hàng hóa, đồ ăn, trái cây, nước trà, nước uống, gà, xôi, cơm, xôi, trứng, vịt, có vịt luôn, rồi có canh, những món ăn dân dã của người chơi đồng bào Chăm. Thì họ sẽ cúng đem những ngày lễ này, họ sẽ đem lên trên gần khu đền tháp và họ sẽ đi họ trưng bày ra vào để cúng tưởng nhớ những vị thần linh. Và như dưới cái nắng gắt của vùng đất Ninh Thuận này, nhưng người ta vẫn không quên tổ tiên ông người ta vẫn duy trì cuộc sống của người dân vẫn. Những rất là nhiều người mừng đồ ăn uống ở đây, cái cây bánh trái để dân cũng là nhiều.
Đây là khu hành chính. Khi rất là nhộn nhịp. Bên này là những vị chức sắc họ đã làm lễ. Vậy này cũng vắng lắm, rất là nhiều người luôn. Lắc la và na tâm á, nào cảm giá, kinh cảm giao từ từ. Thầy, đây lại, đây lại. Thầy bạn thầy anh trông anh ma quá. Ma quá, mai bạn trở thầy thân nên ma bờ cái này quá. Trông lệch bằng. Đang lắm lệch bằng, mừng luôn tao gắn đây mà không thông tin dạ thân. À, tao gắn băng bôi. Lạy tay bông lùng bao cao gà nữ nga băng bùi nga bông lạc bạc em kê bùi lò lạy tang bông lùng bao gần cho pha loa tí đi theo băng đây người ta cũng cũng những đồ gà vịt rồi trái cây cũng nhiều lắm, cơm canh cơm trứng rồi bia nước ngọt và trà. À cảm ơn tung tin mà gặp bà bố mâu lùng bảo cảm ơn con băng cao vui con nước cùng trà thao la cả tiên em đi qua lại ủng hộ tiền ở đây. À con tên ni hăng rồi con tên ni à cầu to ni dồi dào sức khỏe gặp nhiều hơn công trình nghiệp. Đi qua cho làm quên ăn cho nặng quên ăn à tuân à tuân à tuân khi nào người lo thay ra mai cho ăn rồi lại cuốn trà tập này cho xe thêm nữa rồi thật thật khó nghĩ đấy cầu lại gọi chân thắm lại gọi tăng cầu tăng vui nào cả nào khe chẳng dài chẳng tu hạ quả cao nhân cao vững lầy hạ quả tông tốt đầy lầy Thank you.
Dạ anh cho bác sĩ ạ. Dạ dạ. Dạ. Nghệ sĩ ưu tú An Mưa Nhân qua phần thể hiện của Thiên Nữ và Tóc Nam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.